Chào mừng các bạn đến với IRONMAN 70.3 Việt Nam 2017, đồng hành cùng nước năng lực number one. Thành phố Đà Nẵng nằm ngay cửa biển của sông Hàn đổ ra Biển Đông, là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam. Tên gọi của thành phố có xuất xứ từ tiếng Chăm, Đà Nẵng, có nghĩa là cửa sông lớn. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của biển và núi, Đà Nẵng còn nổi tiếng là thành phố của những cây cầu. Bốn cây cầu nổi tiếng nhất của thành phố bao gồm cầu sông Hàn, chiếc cầu xoay đầu tiên của Việt Nam, cầu Rồng, biểu tượng thịnh vượng của thành phố với chiều dài 666m và là cây cầu xây bằng thép dài nhất Việt Nam. Cầu Trần Thị Lý là biểu tượng khát vọng tương lai của thành phố. Cuối cùng, cây cầu Thuận Phước, cây cầu dây dài nhất Việt Nam nối liền trung tâm thành phố Đà Nẵng với quận Sơn Trà lân cận. Đà Nẵng đã và đang phát triển thành một trong những thành phố có quy hoạch tốt nhất Việt Nam, bao gồm mọi thứ từ những khu nghỉ dưỡng sát bờ biển sang trọng đến những món ăn đặc sắc, ấn tượng và những địa điểm du lịch hấp dẫn. Và ngày mai, Đà Nẵng sẽ trở thành đường đua tuyệt đẹp của riêng bạn. Bây giờ, hãy bắt đầu thông tin về cuộc thi. Vận động viên cần phải đọc kỹ điều lệ và quy định của cuộc thi. Những điều này có thể được tìm thấy tại website chính của sự kiện www.ironman703vietnam.com hay trong ấn phẩm của sự kiện. Khu vực chuyển tiếp mở cửa lúc 4h30 phút sáng và đóng cửa lúc 6 giờ sáng. Sau thời điểm này, tất cả các vận động viên sẽ không được phép ra hay vào khu vực, ngoại trừ với mục đích di chuyển về phía xuất phát bơi. Vận động viên đạp và chạy trong đội tiếp sức phải có mặt trong khu chuyển tiếp trước 6 giờ sáng. Chúng tôi có đội ngũ sửa xe đạp của Specialized trong khu vực chuyển tiếp. Cuộc thi sẽ xuất phát trên bờ biển của khách sạn Hyatt. Khoảng đất kế sát bên khách sạn Hyatt sẽ là khu vực chuyển tiếp. Vận động viên sẽ có một đoạn chạy ngắn trên biển để đến chỗ xe đạp. Các vận động viên sẽ xuất phát theo đợt. Vận động viên sẽ phải hoàn thành một vòng bơi 1,9 km theo chiều kim đồng hồ, theo hình chữ nhật trong vòng 70 phút. Vận động viên sẽ ra khỏi phần bơi và tiến về phía khu vực chuyển tiếp cách đó khoảng 200m. Một trạm tiếp nước và y tế sẽ được bố trí ngay khi ra khỏi khu vực bơi. Toàn bộ đường bơi sẽ được giám sát bởi đội cứu hộ. Những nhân viên này sẽ bật áo đỏ với chữ Water Safety Officer. Nếu bạn cần hỗ trợ trong đường bơi, bạn hãy giơ tay cao quá đầu và vẫy. Phần bơi sẽ được xuất phát theo đợt bắt đầu từ lúc 6h30 phút sáng dựa vào thời gian của vận động viên, dự tính sẽ hoàn thành 1,9 km bơi. Sau đây là những nhóm thời gian hoàn thành bơi. Vận động viên chuyên nghiệp Nam và Châu Á xuất phát lúc 6h20 phút sáng. Vận động viên chuyên nghiệp Nữ và Châu Á xuất phát lúc 6h22 phút sáng. Các nhóm tuổi và đội tiếp sức sẽ xuất phát lúc 6h30 phút sáng theo thứ tự sau đây. Vận động viên Showdown. Vận động viên có thời gian dưới 30 phút. Vận động viên có thời gian từ 31 phút tới 35 phút. Vận động viên có thời gian từ 36 phút tới 40 phút. Vận động viên có thời gian từ 41 phút tới 45 phút. Vận động viên có thời gian trên 46 phút. Dưới sự điều khiển của trọng tài bơi, từng nhóm 6 vận động viên sẽ xuất phát cách nhau mỗi 5 giây, bắt đầu từ 6h30 phút sáng. Những nhóm còn lại cũng sẽ tiến hành xuất phát như vậy. Mỗi vận động viên sẽ có 70 phút để hoàn thành phần bơi. Đường bơi sẽ đóng sau 70 phút kể từ thời điểm nhóm vận động viên cuối cùng xuất phát. Nước tắm lại sẽ được bố trí tại điểm kết thúc phần thi bơi và đường ra khu vực chuyển tiếp để giảm bớt sự khó chịu cho vận động viên. Mỗi vận động viên có 70 phút để hoàn thành phần thi bơi. Khu vực thi bơi sẽ đóng sau 70 phút kể từ thời điểm vận động viên cuối cùng rời khỏi vạch xuất phát. Những vận động viên hoàn thành trên 70 phút giới hạn sẽ bị dừng lại tại bất kỳ các điểm nào sau đây: điểm về đích bơi, điểm khu vực chuyển tiếp 1 hoặc 2. Những vận động viên vượt quá thời gian 70 phút cho phần bơi sẽ không được tiếp tục thi đấu tại đường đua xe đạp và sẽ được thông báo không hoàn thành cuộc thi trong bảng kết quả. Đối với những vận động viên tham gia lần đầu hay những vận động viên có thể cần sự trợ giúp trong phần bơi, vui lòng đội nón bơi màu trắng. Nón bơi màu trắng sẽ được cung cấp tại khu vực sân khấu vào sáng ngày thi đấu. Trang phục bơi không được che phần cổ, không được dài quá cùi chỏ, không được dài quá gối. Có thể sử dụng đồ bơi có tay áo nhưng không được dài quá cùi chỏ. Trang phục bơi có thể có dây kéo. Bộ đồ thi đấu có thể được mặc bên dưới bộ đồ bơi, miễn sao không vượt quá cùi chỏ và đầu gối. Trang phục bơi không hợp lệ sẽ bị truất quyền thi đấu. Từ vùng chuyển tiếp, vận động viên phải hoàn thành 90 km đạp xe. Vận động viên sẽ ra khỏi T1 và rẽ phải về phía đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sa. Cuối đường Trường Sa là trạm tiếp nước xe đạp đầu tiên. Sau đó, vận động viên rẽ trái ở cuối đường ven biển lên đường Lê Văn Lương. Tại vòng xoay, vận động viên rẽ phải. Sau đó, vận động viên sẽ đạp qua hai cây cầu trước khi tới phần đạp hai vòng. Cây cầu đầu tiên ngắn hơn là cầu Mân Quang.
rồi tới cây cầu Thuận Phước nổi tiếng. Dốc lên cầu dài 1,1 km tới đỉnh kết nối bằng đoạn đổ dốc. Xin hãy cẩn thận chú ý khi xuống dốc cầu. Sau khi xuống dốc an toàn, vận động viên sẽ tiếp tục đạp về phía làn đường bên phải trên đường Nguyễn Tất Thành. Đây là điểm bắt đầu của đoạn đường quay vòng, một vòng có chiều dài khoảng 22 km, tương đương 11 km mỗi chiều. Vận động viên sẽ phải đạp hai vòng trước khi quay về cầu Thuận Phước. Mỗi vòng sẽ có hai trạm tiếp nước. Trạm tiếp nước đầu tiên sau 18,6 km và khoảng 600m sau vòng xoay lớn là chân cầu Thuận Phước. Vận động viên sẽ đạp qua trạm tiếp nước này một lần nữa ở km thứ 40.6. Trạm tiếp nước thứ hai là 400m trước chỗ quay đầu tại cuối đường Nguyễn Tất Thành. Vận động viên sẽ đi qua trạm tiếp nước này ở km số 28,6 và 50,6. Sau khi hoàn thành hai vòng, vận động viên sẽ về lại cầu Thuận Phước và đường ven biển. Tại điểm giao nhau với đường Hoàng Sa, vận động viên sẽ rẽ phải trở lại khu vực chuyển tiếp. Sẽ có một trạm y tế và tiếp nước khoảng 500m sau khi rẽ ra đường ven biển Hoàng Sa sau km thứ 69. Đây là trạm tiếp nước xe đạp cuối cùng. Vận động viên phải tiếp tục đạp về phía khách sạn 2H và cần đạp thêm 6km về hướng Hội An rồi quay đầu, đạp 6km trở lại khu vực chuyển tiếp và kết thúc chặng đạp 90km. Nước number one và nước điện giải sẽ được cung cấp ở các trạm tiếp nước xe đạp. Vui lòng không xả rác bừa bãi. Vận động viên đạp xe phải làm theo những bảng chỉ dẫn và sự hướng dẫn của các trọng tài. Thời gian tối đa cho xe đạp là 5 tiếng 30 phút kể từ thời điểm nhóm bơi cuối cùng xuất phát. Vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu nếu quá thời gian cho phép. Vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên châu Á và vận động viên AWA được quyền lấy xe đạp ra khỏi khu chuyển tiếp từ 12 giờ trưa. Từ 12 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút chiều là thời gian dành cho các vận động viên nhóm tuổi và vận động viên tiếp sức. Sau thời gian này, những xe đạp còn lại khu vực chuyển tiếp sẽ không được ban tổ chức chịu trách nhiệm về những mất mát. Đây là đường đua không núp gió và trọng tài sẽ phạt nghiêm khắc những trường hợp núp gió. Do đó, bạn cần phải nghe theo những hướng dẫn nếu bạn bị trọng tài yêu cầu dừng lại. Đồng thời, bạn cũng cần để ý những điều lệ núp gió mới của WTC như sau. Khoảng cách núp gió là 12m cho cả vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên nhóm tuổi. Vận động viên phải vượt qua người phía trước trong vòng 25 giây. Nếu không vượt qua trong thời gian cho phép, sẽ bị phạt núp gió. Khi có ý định vượt, phải hoàn tất việc vượt qua. Phạt núp gió là 5 phút cho mỗi lần phạt. Lều phạt được bố trí trong khu vực chuyển tiếp. Nếu bạn bị phạt, trọng tài hoặc nhân viên của giải đấu sẽ có những hành động sau. Phạt theo thẻ xanh, vàng hoặc đỏ. Yêu cầu bạn dừng lại ở lều phạt. Ghi lại số báo danh của bạn và những thông tin khác. Các loại thẻ phạt bao gồm: thẻ xanh dành cho núp gió và cố ý xả rác, phạt 5 phút ở khu vực chuyển tiếp. Thẻ vàng dành cho lỗi chắn. Luật mới năm 2017 về thẻ vàng là thời gian phạt 1 phút dừng và đi tiếp. 3 lần bị phạt sẽ đồng nghĩa với thẻ đỏ và sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Xin không tranh cãi với trọng tài và tôn trọng thẻ phạt. Vận động viên không cần phải đeo số VIP trong trạng thi đấu đạp xe. Chặng 21 km chạy sẽ bắt đầu từ bãi biển Sơn Thủy. Từ khu vực chuyển tiếp, vận động viên sẽ chạy ra đường chính Trường Sa. Vận động viên sẽ chạy về phía bãi biển công cộng của Đà Nẵng và quay vòng vào khoảng 10 km ngay trước khi giao với đường Lê Đức Thọ. Sau khi quay đầu, vận động viên sẽ chạy ngược về khu chuyển tiếp. Khi ở khu chuyển tiếp, vận động viên sẽ chạy theo đường vòng ngoài khu vực xuống vạch về đích trên bãi biển của khách sạn Hyatt. Vận động viên sẽ phải chạy theo đường tiến về phía khu vực vạch đích. Vận động viên buộc phải đeo số VIP trên đường chạy. Mỗi vận động viên có 8 giờ 30 phút để hoàn thành toàn bộ cuộc đua, nên thời gian còn lại sau khi bơi và đạp sẽ là thời gian tối đa cho phép cho mỗi vận động viên hoàn thành đường chạy tùy từng trường hợp. Vạch đích sẽ đóng sau 8 giờ 30 phút kể từ khi đợt bơi cuối cùng xuất phát. Nếu vận động viên vượt quá thời gian này, đường dẫn vào khu vực về đích ở khu vực chuyển tiếp sẽ đóng lại. Chuẩn bị cho thời tiết nóng ẩm, các vận động viên đừng quên uống đủ nước. Sẽ có 7 trạm tiếp nước dọc đường chạy. Nước bao gồm nước trắng và nước điện giải number one và đá sẽ được cung cấp ở những trạm tiếp nước. Chúng tôi cũng cung cấp chuối và gugel ở cả 7 trạm tiếp nước đó. Một lần nữa, xin đừng xả rác. Finish the Pick là đội ngũ nhiếp ảnh gia chính thức của IRONMAN 70.3 Việt Nam. Bạn có cơ hội đặt mua chiếc hình ảnh của bạn bây giờ với giá giảm chỉ còn 59,95 USD. Bạn có thể nhận được gói Finish the Pick ở dạng file mềm. Để có thêm thông tin và để tìm hiểu về những điều khoản trong dịch vụ này, vui lòng truy cập trang web www.finishthepick.com. Sẽ có 30 cơ hội dành cho các vận động viên có thành tích tốt nhất tham dự giải đấu Ironman 70.3 vô địch thế giới ở Chattanooga, Tennessee, Hoa Kỳ. Chúc các bạn may mắn và hẹn gặp các bạn ngày mai ở vạch về đích.